sẽ quay vlog về cờ vua. Hãy thần thánh thích tật, hãy hiện ra bờ cờ vua nè. Bấm bà la xịt vua. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Tôi đây hai. Nhớ cắt cái nè. Rồi, cắt. Rồi, ốp la xì bùa nha. Từ từ. Ok. Bấm ba la xì bùa. Đây là bộ cờ quốc tế như ý. Ở đây thì lúc mà mọi người sẽ đi thi này nọ thì họ sẽ lấy cái bộ cờ này ra để cho mọi người thi. Ok. Ở trên bộ cờ này sẽ có hai quân đội, là quân đội đỏ và quân đội vàng và quân đội đen. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách sử dụng. Và đây là con tốt, nó chỉ đi được 2 bước và mình sẽ chỉ điểm cho các cậu. Nó chỉ đi được 2 bước giống như vậy, hoặc là 1 bước thôi, 2 hoặc là 1. Trong vòng bạn như thế này nó chỉ có thể đi thẳng, nhưng nó không ăn thẳng mà nó ăn xéo. Ví dụ như có một con địch ở đây chẳng hạn thì bạn có thể ăn nó. Ok. Tiếp theo chính là em xe của nhà ta. Em xe này sẽ đi được hàng dọc hoặc là hàng ngang. Con xe sẽ được đặt ở 2 hàng là hàng H và hàng A. Ví dụ như ở trước mặt mấy bạn là một con địch thì mấy bạn phải ăn nó. Nó có thể, ví dụ, còn nếu như á mà nó lại ở đây á thì mấy bạn phải di chuyển qua bên này và ăn nó. Cách sử dụng con xe cũng khá là dễ, nhưng có một trở ngại là ở đây á, ví dụ như một con nào đó, ví dụ như con vàng giống vậy nè ha, con tốt á, nên ở đây á thì mấy cậu đã bị chặn, mấy cậu không đi được. Tiếp theo là con mã. Con mã này thì rất là đặc biệt. Ví dụ như con này nó để đi đến đây thì nó có thể đi hình chữ L. Đi chữ L đi sao? Mọi người chưa thấy được cái đường chữ L kìa. Ví dụ như mấy cậu đứng ở đây đúng không? Thì phải đi dọc 3 hàng và đi ngang 2 hàng. Mấy cậu có thể đi qua bên này, đi qua bên này, hoặc là đi ngang qua bên này cũng được nhé. Và sử dụng con này cũng hơi khó đó, nên mọi người nhớ phải ghi nhớ nhé. Tiếp theo là con tượng. Con tượng này nó sẽ được đi xéo theo ô của nó. Thì người ta sẽ bố trí là một ô đen và một ô trắng. Ô trắng thì sẽ đi hướng của ô trắng, còn ô đen thì sẽ đi hướng của ô đen nha. Và cách sử dụng của con này rất là dễ. Tiếp theo sẽ là con hậu. Con hậu này chính là hoàng hậu đó mọi người. Nó sẽ được đứng ở bên kế bên vua. Và con này là át chủ bài. Con hậu nó sẽ được đứng ở hàng E. Và bên này cũng vậy, con hậu có thể đi ngang ở đó, đi dọc, đi ngang, đi xếp đều được. Mình còn thấy con gì nữa không ta? À đúng rồi, chủ điểm đó mọi người, đó là một con rất là đặc biệt. Con đó sẽ là nếu như quân địch ăn được con này của bạn, bạn đã thua. Đây chính là con vua. Vua nó sẽ được đặt ở hàng chữ D. Nó cũng có thể đi ngang, đi xếp, đi dọc, nhưng đi một bước thôi. Mấy cậu bạn hiểu không? Tôi biết bạn biết điều gì nữa không? Chính là hồi nãy giờ nếu như mấy bạn không hiểu á, hãy tua đi. Tua đến cái chỗ này này, hướng dẫn cho cờ vua. Mấy bạn nhìn rõ rồi. Nó có con vua này, con hoàng hậu này, con xe này, con tượng này, con mã này, con tốt nè, phong cấp cho tốt này, chiếu này, chiếu hết này, nhất vật lươn lẹo không hề nhỏ. Không em nhiều nữa, vô dán chơi nào. Hai đi trước đó. A few moments later. A few inches later. One eternity later. Đây chính là vua của chị hai. Tôi xin giới thiệu 2 thành viên mới trong team chúng ta và là trong team. Dạ. Trong tem hả? Đúng rồi. Trong tem là gì? Tem là gì?
em giống như là đội là nhóm mày nữa. Tiếng Anh ghi sao? T E A M. Đọc là tem. Các bạn ơi, nếu như mọi người thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe kênh của hai chị em mình nha.